Món ngon gia đình, xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ làm món bánh da lợn cuộn. Và để làm cái món bánh da lợn cuộn thì ở đây mình đã chuẩn bị các nguyên liệu sau. Nguyên liệu đầu tiên mình chuẩn bị đó là bột năng. Bột năng thì ở đây mình sử dụng là 170g bột năng, 170g cho hai màu. Và màu cho bánh da lợn mà mình làm hôm nay mình sẽ sử dụng màu của nước củ cà rốt. Củ cà rốt mình đã xay để lấy cái phần nước cốt cà rốt này. Và các bạn cũng có thể làm màu xanh của lá dứa thì các bạn xay lá dứa ra. Sau đó mình cũng sẽ chắt lấy cái phần nước cốt lá dứa giống như là củ cà rốt như này nhé. Màu tiếp theo là đậu xanh. Đậu xanh thì mình sử dụng là 100g nhé. Và cái nước cà rốt này mình dùng là 200ml. Phần bột tiếp theo đó là bột gạo. Bột gạo cho cả hai màu thì ở đây mình sử dụng là 25g bột gạo. Tiếp theo là đường cát trắng. Đường cát trắng thì mình sử dụng là 170g. Đây là bột nếp. Bột nếp thì mình sẽ sử dụng 5g thôi nha. Một chút xíu muối trắng và 400ml nước cốt dừa. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ đem cái phần đậu xanh này đi để hấp chín nhé. Đậu xanh này mình đã ngâm 3 tiếng cùng với nước cho đậu xanh nở rồi. Và mình cũng đã đãi sạch đậu xanh. Bây giờ thì mình sẽ chỉ việc cho vào nồi để hấp chín đậu nữa thôi. Trong khi chờ đợi phần đậu xanh của mình chín thì mình sẽ đi pha cái phần bột với màu của nước cốt cà rốt trước nhé. Trước tiên thì bột năng mình sẽ sử dụng cho cái màu này là 110g. Hai màu thì một màu mình sẽ làm nhiều hơn, một màu mình làm ít hơn một chút nhé. Tiếp theo bột năng nữa là mình sẽ cho bột gạo vào. Bột gạo thì mình sẽ cho 15g. Một chút xíu muối. Năm gram bột nếp thì mình sẽ cho cả vào đây. Đường thì mình sẽ cho vào đây là 90g nha. Sau đó thì mình sẽ cho nước cốt dừa và nước phần nước cà rốt vào đây. Sau đó thì sẽ cho cái phần nước của cà rốt đã xay vào. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cho cái phần bột và cái phần nước này nó đều ra nhé. Cái phần bột của mình nó tan hết ra. Bây giờ mình sẽ lọc cái hỗn hợp này qua rây cho cái phần bột của mình nó được mịn. Mình sẽ lọc lại một lần nữa nhé. Và sau khi đã lọc hai lần để thu được hỗn hợp bột rất là mịn rồi thì mình sẽ để tô bột này nghỉ 30 phút. Phần đậu xanh sau khi đã hấp chín nhừ thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố nha. Sau đó thì cũng sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa để xay thật là nhuyễn cái phần đậu xanh. Sau khi đã xay nhuyễn đậu xanh xong thì mình sẽ cho nốt tất cả các cái phần bột còn lại vào nhé. Đầu tiên là bột năng, tiếp đến là bột gạo, phần đường,
và muối trắng mình cũng sẽ cho nốt vào đây. Sau đó thì cũng sẽ hòa tan cái phần bột này ra. Với phần bột màu xanh thì mình sẽ cho thêm vào đây 2 giọt vani nhé. Các bạn có thể sử dụng vani nước hoặc là vani ống cũng được. Sau đó thì mình cũng sẽ phải lọc cái phần bột này qua đây để cho cái phần bột của mình nó mịn hơn. Và sau khi đã lọc lại 2 lần để thu được một tô bột rất là mịn rồi thì mình cũng sẽ để tô bột này nghỉ 30 phút nhé. Sau 30 phút để cho những phần bột của mình đã nghỉ rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nồi để hấp nhé. Vì mình sử dụng cái khay mỏng và to cho nên ở đây mình cũng phải sử dụng một cái nồi to. Thì mình sẽ cho nước vào, sau đó thì đun sôi nước lên và sẽ quét dầu ăn lên cái khay của mình. Để chờ cho khay nóng thì mình sẽ đổ từng lớp bột vào để hấp bánh nhé. Mình quét dầu ăn vào cái khuôn này để khi mà mình lấy bánh ra thì nó không bị dính. Và mình làm bánh này cuộn cho nên là mình sẽ chỉ đổ 2 lớp thôi. Chính vì vậy mình dùng cái khay mỏng này để mình làm khuôn đổ bánh. Sau khi mà nồi nước đã sôi và cái khuôn của mình, cái khay của mình nó cũng đã nóng thì mình sẽ đổ một lớp bột lên nhé. Sau khi đã đổ bột vào, bây giờ mình sẽ đậy vung lại và hấp khoảng 5 phút. Cho tới khi cái phần bột này của mình nó khô lại thì mình sẽ đổ tiếp một lớp bột tiếp theo. Lớp bột của đậu xanh nha. Sau khi lớp thứ nhất đã chín, đã khô lại, bây giờ mình sẽ đổ tiếp lớp thứ hai là lớp đậu xanh lên nhé. Sau khi đã đổ xong thì bây giờ mình cũng sẽ đậy vung lại và hấp khoảng chừng 3 đến 5 phút, chờ cho cái phần bột đậu xanh này của mình nó chín là được nhé. Sau khi phần bột đậu xanh cũng đã chín rồi thì mình sẽ tắt bếp đi và để cho cái bánh của mình nó thật nguội nha các bạn. Thật nguội thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn, sau đó thì mình sẽ cuộn lại nhé. Phần bột đậu xanh của mình cũng đã chín rồi đấy. Mình sẽ chỉ đổ 2 lớp thôi. Phần bánh của mình đã nguội rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi cái khay này nhé. Sau đó thì sẽ cho vào một cái thớt có lót sẵn giấy bọc thực phẩm như này để mình cuộn bánh lại. Sau khi đã cuộn xong thì mình sẽ cho bánh vào trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho cái phần bánh của mình nó cứng lại một chút. Sau đó thì mình sẽ lấy ra mình cắt, là lúc đó mình có thể ăn được rồi nha các bạn. Bánh sau khi đã bỏ tủ lạnh cho nó rắn lại một chút thì bây giờ mình sẽ lấy ra để cắt nhé. Và mình dùng con dao sẽ bọc một cái lớp màng bọc thực phẩm vào dao để cắt bánh cho cái phần bánh của mình nó không bị dính vào dao. Mình sẽ cắt bánh thành những cái khoanh nhỏ nhỏ vừa ăn nha các bạn. Các bạn thích cắt to hay cắt nhỏ, cắt mỏng thì tùy theo các bạn nhé. Đây là những cái khoanh bánh của mình này. Bánh rất là dẻo và thơm nữa. Có 2 lớp bánh, 2 lớp với 2 màu nhìn rất là ngon và đẹp mắt các bạn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món bánh da lợn cuộn với 2 màu, màu của củ cà rốt và màu của đậu xanh. Bánh khi mình ăn thì nó có cái độ mềm, dẻo, thơm, bùi bùi, béo béo của đậu xanh cùng với nước cốt dừa và các loại bột hòa quyện vào với nhau. Các bạn muốn làm các màu sắc khác nhau thì các bạn có thể sử dụng siro màu hay là nước xay từ rau củ nhé.
Một món bánh không chỉ ngon mà còn rất là hấp dẫn, đẹp mắt. Các bạn hãy thử vào bếp và làm ngay nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.